Chủ đề ngày hôm nay sẽ dành cho những cô nàng yêu thích cái phong cách sexy, gợi cảm và quyến rũ. Và cũng là dịp lễ hội, dịp mà cuối năm nên chúng mình có rất là nhiều party, có rất là nhiều bữa tiệc để mà tham gia. Những cái mùi hương này sẽ giúp cho bạn trở thành tâm điểm của đám đông, là mùi hương nổi bật và thu hút người khác giới. Bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu luôn thôi. Mở đầu chủ đề ngày hôm nay sẽ là mùi hương đầu tiên của nhà Jimmy Choo, Jimmy Choo Eau de Parfum. Mình thật sự mua em này bởi vì mình cùng Kathleen Light. Đây là chai nước hoa mà cô ấy nhận được nhiều lời khen nhất trong 60 mấy chai nước hoa mà cô ấy sở hữu. Nên mấy bạn cũng biết là cái mùi hương này nó đáng để trải nghiệm như thế nào rồi ha. Đối với mình á, đây là cái mùi nước hoa nó khá nguy hiểm. Một, bạn có thể rất là thích. Hai là bạn ghét và bạn không muốn đụng tới nó luôn, bởi vì mùi hương nó rất là lạ lùng, nó rất là độc đáo và nó cái kiểu nó gì vậy sao á. Nhưng mà nó cho mình cái âm hưởng khá là sexy, khá là quyến rũ và khá là kiểu tâm điểm mỗi khi bước vào đám đông. Em ấy được mô tả như là foodie và patchouli, kiểu như mùi hương trái cây kết hợp với mùi hoắc hương. Mình ngửi khá là rõ cái nốt trái cây rất là mọng nước từ quả lê, khá là thật luôn ấy, trong em này. Và nó kiểu nó ngọt của kẹo toffee, kẹo bơ cứng. Và nó khá là kẹo ngọt, nhưng mà không phải là kiểu kẹo ngọt như là Pink Sugar hay là La Vie Est Belle của Lancôme đâu. Mà cái kiểu ngọt của em này nó khá là cá tính, nó khá là bén nhọn, nó sắc sảo và kiểu nó mời gọi thì sao á. Nhưng mình chân thành khuyên là bạn nên thử trước khi mua, bởi vì em này nó khá là nồng đậm và cái kiểu là nó powerhouse luôn. Là cái mùi hương mà nó có thể bao trùm những cái mùi hương khác luôn á, bởi vì nó tỏa hương và nó lưu hương rất là mạnh. Buổi sáng, buổi tối mình xịt mà buổi sáng ngày hôm sau mình có thể ngửi thấy luôn. Nên nếu mà bạn đang muốn tìm kiếm cái mùi hương mà nó lạ lùng, nó độc đáo, nó không muốn đụng hàng với một dàn nước hoa trong cái list ngày hôm nay á, và đặc biệt á là bạn yêu thích cái mùi hoắc hương và mùi trái cây nữa, thì mình nghĩ là bạn nên thử qua em Jimmy Choo của nhà Jimmy Choo này nha. Bởi vì mình khá thích recommend những cái mùi hương mà nó độc đáo và nó khá là lạ, nên trong cái list này sẽ có em Rebel Fleur của Rihanna. Mặc dù không được đánh giá cao bởi vì là celebrity perfume á, nên em này ít được nhắc đến ở Việt Nam lắm, nhưng mà đối với mình em này rất là đáng để trải nghiệm nha. Đúng như cái tên Rebel Fleur, Fleur kiểu tán tỉnh á, thì em này nó cho mình cái cảm giác khá là kiểu say sưa, kiểu mời gọi làm sao ấy. Bởi vì tận đầu mở ra nó rất là kiểu mọng nước, juicy của mùi trái cây. Và nó cho mình cái cảm giác khá là tropical vibe, kiểu như là mùi hương của vùng miền nhiệt đới. Và khi mà ngửi đó, nó cho mình cái cảm giác khá là giống cái mùi rượu trái cây. Và nó cho mình cái cảm giác giống như là đang lạc giữa cái buổi tiệc martini tasting, buổi tiệc rượu á. Nên nó kiểu nó khá là sexy, nó kiểu ngọt ngào sao ấy. Bởi vì em này kết hợp khá là hài hòa giữa cái mùi dừa, mùi trái cây và đặc biệt là mùi hoa huệ. Mặc dù có nốt hương hoa huệ nhưng mà em này nó không hề gây cho mình cái cảm giác nó già dặn, nó trưởng thành sao, mà nó ngọt ngào, nó quyến rũ và nó rất là có phong cách ấy. Nên nếu mà bạn thích cái mùi hương hoa huệ trắng kết hợp với mùi trái cây và mùi dừa thì mình nghĩ là mình highly recommend em Rebel Fleur này luôn nha. Cái giá thành quá ổn, dưới 1 triệu và có cái độ lưu hương và tỏa hương rất là tốt. Nên em này rất là đáng để mà trải nghiệm, rất là đáng được góp mặt trong cái list ngày hôm nay. So với cái độ sexy á, thì mình thấy em xì của Giorgio Armani á, nó có cái cấp bậc thấp nhất trong cái list này. Nó không có kiểu mà dirty hay là bad girl như những cái em còn lại. Đây là cái mùi hương mà bạn dễ nhận được lời khen từ người khác giới nhất. Là kiểu mùi hương mà nó rất là nữ tính, quyến rũ và mời gọi trong mắt nam giới. Thật sự khá là khó cho mình để mô tả trong em này có nốt hương chính là gì. Bởi vì mình thấy các nốt hương trong em xì này á, nó hòa quyện rất là hoàn hảo với nhau và nó tạo nên một cái phong cách rất là lãng mạn, rất là ngọt ngào và rất là quyến rũ. Mỗi lần ngửi á, nó cho mình cái cảm giác khá là say mê và nó kiểu như bị say theo kiểu bị say rượu luôn á. Bởi vì cái mùi này nó khá là giống với cái mùi rượu ngọt. Không biết cảm giác như, không biết mấy bạn thử qua em này chưa, nhưng mà đối với mình cảm giác khi mà ngửi em này giống như ngửi một cái mùi rượu ngọt vậy đó. Nó quyến rũ và nó say sưa làm sao á. Và
không ngạc nhiên khi mà trong em này có cái nốt ambrosia. Như mình mô tả thì cái nốt ambrosia nó làm cho nước hoa nó tăng thêm cái độ juicy, mọng nước, quyến rũ. Mình thấy em này á thích hợp để dùng đi ăn tối, đi hẹn hò, đi đến những nơi mà sang trọng và một buổi tối lãng mạn á, thì dùng MC này là quá ổn luôn. Mình sẽ recommend MC này cho những bạn gái nào yêu thích cái phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, ngọt ngào nhưng mà muốn tỏ ra quyến rũ và mời gọi trong mắt nam giới á, thì chuyển qua em này là quá ổn luôn. Có độ lưu hương và tỏa hương rất tốt, tầm 6 đến 8 tiếng lận. Rất đáng để thử nha. Xạ hương là một cái nốt hương mà nó góp phần tạo nên cái độ quyến rũ, độ mời gọi và cái độ sexy trong mắt người khác giới nhất. Nên cái list ngày hôm nay thì không thể không nhắc đến em thiên về xạ hương như Montour Intense Cafe. Bởi vì em này mang trong mình cái tầng hương xạ nó rất là nồng đậm, kết hợp với cái độ mà mềm mại, lãng mạn và quyến rũ của hoa hồng và một ít cà phê á. Nên em này có thể nói là sexy, mời gọi và tán tỉnh khủng khiếp mỗi khi mà dùng. Mỗi lần bạn nữ nào mà dùng mùi này á, nó cho mình cái cảm giác giống như bạn nữ này đang cần được chiều chuộng, cần được vuốt ve, cần được nũng nịu bởi bên chàng trai của mình. Mình không biết mấy bạn sao chứ mỗi lần mà mình ngửi mùi này mình cảm giác rất là phê. Bởi vì kiểu ngửi thôi là thấy là một cái phong cách nó rất là sexy, nó rất là kiểu dirty. Nên đối với mình á, thì em này rất là thích hợp để mà sắp đi tuần trăng mật nè, đi đến những cái nơi mà bạn chỉ có riêng đôi ta mà thôi á, thì quá ổn luôn. Nếu mà bạn yêu thích nước hoa có nốt hương chính là xạ hương, hoa hồng, vani và cà phê á, thì mình highly recommend em Montour Intense Cafe này nha. Các cô nàng yêu thích cái mùi hương cà phê đâu rồi? Black Opium chính là chân ái đây, là cái mùi nước hoa mà dành cho những cô nàng yêu thích cái hương cà phê, rất là đáng để mà trải nghiệm. Đây là cái mùi nước hoa mà dành cho những cô nàng yêu thích nước hoa thiên về cà phê ha. Và đặc biệt kết hợp với vani á, nên em này có thể chiều lòng được những cô nàng mà hảo ngọt. Nhờ kết hợp với mùi vani nè, rồi mùi hoa trắng và chút xíu smoky nhẹ và mùi cà phê nó đăng đắng á, nên cái em này nói chung á, nó cho mình cái cảm giác nó rất là có chiều sâu, nó rất là cá tính, quyến rũ và sexy. Cái phiên bản mình đang nhắc đến là phiên bản Eau de Parfum ha, là cái mùi hương mà nó ngọt và nó có mùi hương vani chiếm tông chủ đạo, chứ không phải kiểu như Eau de Toilette hay là Eau Intense đâu. Mình sẽ có cái clip riêng review về ba cái mùi hương này, bởi vì mình yêu thích Black Opium nhất trong cái list ngày hôm nay. Nhưng mà bởi vì cái độ lưu hương á, thì nó hơi kiểu sida một chút xíu, nên em này chỉ xứng đáng ở vị trí thứ ba thôi. Đây là cái mùi hương mà mỗi lần ngửi một cái là nó cho mình cái cảm giác mà mị còn trẻ, mị muốn đi chill. Em này á, nó không phải là cái kiểu hiền lành, kiểu ngọt ngào, nữ tính như MC của George Armani, mà nó cho mình cái cảm giác rất là cuồng nhiệt, rất là kiểu cá tính, và bạn phải khoác lên mình một cái bộ đồ sequin ống ánh, đi ra sàn nhảy như là Bích Phương. Theo mình thì đây chính là cái phong cách thích hợp nhất để mà dùng em Black Opium này. Trời ơi, nó quẩy, nó đây là cái mùi hương mà cuồng nhiệt, quẩy tưng bừng, kiểu dirty, kiểu trashy, kiểu dirty sao, kiểu bad girl. Nên nếu mà bạn yêu thích cái mùi hương cà phê và yêu thích cái phong cách nổi loạn, cá tính và kiểu sexy á, thì mình highly recommend em Black Opium này nha. Tuy nhiên thì không biết trên da mấy bạn như thế nào, nhưng mà trên da mình em này nó rất là sida. Cứ tầm mỗi lần mình xịt đó là tầm 2 đến 2 tiếng rưỡi là mình tạt cái mùi hương này tàn hình luôn. Mình không thể ngửi được cái mùi hương nào nữa. Mỗi lần mà mình dùng em này mình cứ kiểu phải sắp đi 2 tiếng mình xịt lần, 2 tiếng mình xịt lần. Kiểu nó rất rối và nó khó chịu khủng khiếp ý. Nên em này mặc dù rất là yêu thích nhưng mà chỉ xứng đáng ở vị trí thứ 3 thôi nha. Black Opium Eau de Parfum. Đa số những cái mùi hương mà tạo nên hình tượng phụ nữ á, nó quyến rũ, nó nóng bỏng á, thường là nó sang ngọt cho tới ngọt đậm. Nhưng mà không nha. Em Good Girl của Carolina Herrera này á, nó có một cái cú twist rất là hoàn hảo. Lúc đầu á, thì nó sẽ rất là thanh mát, nó rất là fresh của mùi chanh. Nhưng mà khi dịu xuống á, cái mùi hương thật sự nó dễ bị gây nghiện và nó rất là độc đáo, nó thu hút và nó quyến rũ khó cưỡng. Nó cho cái bạn nam
thật là nhiều cảm xúc khi mà ngửi em Good Girl này. Và đây là cái mùi hương có thể chiều lòng cho tới những cô nàng khó tính nhất. Mỗi lần mà mình dùng em này, mình hỏi bạn nam á, những nàng hỏi là mấy bạn kiểu ui mùi ngon quá vậy, mùi kiểu hay quá, mình phải mua cho bạn gái mình liền ngay và lập tức, kiểu dạng vậy á. Nên đây sẽ là cái mùi hương mà mình recommend cho mấy bạn nào đang muốn mua nước hoa dành tặng cho bạn gái nha. Một cái chai nước hoa mà có cái packaging thật là nữ quyền, biểu tượng của phụ nữ, và còn có mùi hương quyến rũ khó cưỡng, rất là hiện đại, phong cách giữa cà phê, cacao, vani, đậu tôn cao và hoa trắng nữa. Có tất cả những cái nốt thơm mà một cô gái có phong cách hiện đại và cá tính yêu thích. Highly highly recommend cho những bạn nào dùng mùi hương này đi đến những nơi đông người, đi quẩy hay bất cứ lúc nào mà bạn muốn tỏ, hay bất cứ lúc nào mà bạn muốn trở nên một cái phong cách sexy, một cái phong cách mà mời gọi và kiểu thu hút đám đông á, bởi vì mùi hương này rất là nịnh mũi đám đông nha. Mặc dù rất là quyến rũ và mời gọi, mình rất là thích hơn Treasure và Nude luôn, nhưng mà bởi vì cái độ lưu hương tầm 5-6 tiếng thôi à, nên mình rất tiếc cho em này vào vị trí thứ hai. Và cuối cùng, nữ hoàng ngày hôm nay chính là em La Nude Treasure của Lancôme. Mấy bạn nhìn cái packaging nè, nó quá là sắc sảo, quyến rũ và bén nhọn, giống như chính cái cảm giác mà mình ngửi em này luôn. Mở đầu thì nó rất là nồng đậm, nó rất là ngọt, như chính cái style của Lancôme vậy đó, lúc nào cũng ngọt nồng đậm hết á. Nhưng mà nó có thêm cái nốt hương trái cây nha, và bạn có thể ngửi rõ được mùi quả vải và mùi dâu kết hợp với mùi khói smoky nhẹ nhàng để tạo nên cái độ bắt mũi và cái độ sexy, cái độ quyến rũ á. Khi dịu xuống á, thì em này còn có thêm cái mùi cà phê nó đang nắng nữa. Nói chung là nó có mọi thứ trong chai, nó có mọi thứ mà nó thương tuyệt vời để mà tạo nên một cái cô nàng mà tiệc tùng, party, lấp lánh, quyến rũ, sexy khó cưỡng. Một khi mà dùng em này rồi là trang điểm lồng lộn, mặc đồ sexy một chút xíu mà lên nghìn chín quẩy là quá tuyệt vời luôn. Hơi đáng sợ một chút xíu là cái mùi hương này nó khá là ngon miệng nữa. Nên đây sẽ là cái lựa chọn hoàn hảo, lựa chọn số 1 của rất là nhiều người, như là Jeremy Fragrance, Demi Rowling và mình. Mình thấy em này đúng là lựa chọn số 1 luôn, bởi vì nó có cái độ bám và tỏa hương khủng khiếp luôn, không thua gì Montal luôn, mà còn phải nói là cái độ CH nó còn cao hơn nữa. Nó cái độ CH để lại trong không khí á, nó còn rất là tốt nữa. Có rất là nhiều bạn nam thích ngửi mùi hương này trên người phụ nữ khi mà dùng để đi party club nha. Và đối với em này thì mình sẽ dùng 5 xịt là quá ổn, là có thể tồn tại cho tới một buổi tối cho đến sáng ngày hôm sau luôn. La Nude Treasure của Lancôme. Ok, vậy là cuối cùng mình đã nói tất tần tật về những cái mùi hương mà mình thấy thích hợp nhất để đi quẩy, đi party, một cái phong cách sexy. Và khi bạn muốn có một cái phong cách sexy thì hãy chuyển những cái mùi hương này nha. Mình hy vọng là cái chủ đề lần này giúp ích được cho mấy bạn đang tìm kiếm những cái mùi hương sexy khó cưỡng. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và nhấn nút subscribe màu đỏ phía dưới để đồng hành với mình trong những chủ đề tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại.